Đi đâu kia đi. À, chưa đấy, đúng rồi. Hai con đang giúp ba, Bi đang giúp ba đây này. Rồi bây giờ cũng hơi, hơi tối rồi. Mùa này chuẩn bị sang mùa đông nên trời hơi lạnh. Bây giờ tối lên nha. À, ăn cái gì đấy? Đừng chơi, ngày mai mới về. Dạ, tối nay ở đây. Cắm qua đêm đây. Thôi, mình tiến hành cắm trại nhá. Hai con có dựng lều không? À, dựng lều thì lên nhanh lên. À, con chuột chuồn á, tối nó về nhà nó ngủ rồi con. Đi đâu rồi? Hả? Đi đâu kia đi, đi đâu? À, chưa đấy, đúng rồi. Hai con đang giúp ba, Bi đang giúp ba đây này. Rồi, bên treo bây giờ đổ ra đây chưa? Nào, nào, nào. À, Bi đâu? Bi đi xuống xuống. Xuống góc kia. À, từ góc kia, mình nhìn lên nhé. Để nhé. À, kia chưa? Hả? À. Đi. Rồi, rửa đấy. Rồi. Rồi, rửa đấy nhá. Ờ, rửa đấy. Rồi. Đi sang bên nhá. Cảm ơn mình nhá. Rồi, rửa đấy chặt nhá. Rồi, hai con vào rừng lều không? Chuyển đồ, đồ lên. À. Đây này có trong này. Chơi, xuống đây. Đi xuống đây. À. Cả gia đình sẽ ngủ ở đây nhá. Đi tôi đang ngủ ở đây nhá. À. Trời ơi, hai con này mới tiếp á. À. Con nó cố bắt con chuột chuồn á. Rồi. Hai con tới địa bàn rồi đi ba.
nha. Và để mình nướng. Đi qua đây, ngồi ăn nhá. Ngồi đây, ngồi đây nha. Đi ăn đây, ba làm được xong nhá. Rồi, ăn đi tay đó. Ăn đi. Tao biểu anh à? Tao ăn à? Đi đi. Hả? Thấy con nào đi lại nướng không? Ờ. À đi. Hai con có vào ngủ tí không? Để ba chạy cho cái này đấy mà ngủ à. Đi. Nào, qua đây nó ngủ tí đây à. Đi đây à. Hả? Nào. Đi vào đây đi. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây. Nào. Đó, còn đây. Còn đây nào. Đi. À, đây đi xuống nhá. Đá. Đấy, con nằm đây xin không? Đá. À, con mi đi. À, con mi đi. Một kìa. Đây là ninh sáng mai ăn sáng nhé. Ờ, con nằm đấy. Con đập chân không ba lấy chân nhá. Bibi bi này cho ba này nhé. Để ba lấy chân cho Bibi cho ba. Đây này. Đấy. Chân này. Chị bơi lấy cho Suka ba con kiểu bông trên đấy đấy chứ. Chị ăn gì đấy? Bánh cà rốt á. Cà rốt để ba rửa đã nhá. Đi rửa đó. Ừ, chắc. Quay đây. Chị ơi, ra đây nằm ngủ đi. Ui, Tony ơi.
Đi không? Đi không? Nào, đi rửa nào. Đi. Nào, đi rửa. Đi. Đi ra bao. Đi. Đây. Cho mình ngâm cà rốt đi. Xem cà rốt nó ra rồi. Nướng nhé, ăn nhé. Mình nấu hai cái này đó. Đây sơ ba chân đi bắt bếp đấy. Ba chỉ cho con kỳ nó sinh tồn. Ba ngồi đây với mình nhé.
tôm này sáng mua ở chợ. Đó, đi ngoài đây. Nó cồn mọi người nhé, cồn còn khô này mình cho vào rượu này. Mình đây đây. Con tay ngang về xa tí. Ăn nướng đấy, làm chắc bị đói đúng không? Bị đói đúng không? Một cái bếp lò thủ công. Cứu đấy. Đợi chưa? Hả? Đợi đúng không? Đi ăn trước. Gì đấy? Hả?
tới khi hỏi khỉ, em bé khỉ ngồi ghế đấy. Ở trên này tối có lạnh không anh? Cũng bình thường thôi anh ạ, mai bắt đầu mình có không khí lạnh ạ. Chứ bình thường cũng không lạnh lắm đâu. Bên kia có bao xung quanh là có ngọn núi này hết. Ở giữa có một cái thung lũng, một quần đồi nhô lên được bằng ly. Ba con ơi, con là cái thuyền nó đang đi thuyền. Chú đang bắt cá đấy con. Cá trên suối. Thung châu. Cái thung lũng này là gọi thung lũng gì? Thung châu ấy. Thung châu ạ. Đúng là tên nôm na nhất là thung để thả châu ấy. Ngày trước này nó có mỗi một cái lối mòn nhỏ nhỏ. Khỉ đấy. Đừng nghe lời. Đi ngoan lắm. Anh chị có lèo ấy. Anh Ngọc mang lèo ra cho mầm nhá. Ghế đấy ngồi anh đi. Ngồi ghế. Nhà anh ở gần đấy. Ném một lần nữa rồi đi về nhá. Đi đâu đây? Hả? Làm bé chơi à? Đi đá đâu chẳng đi. Ba bạn khỉ đi về mẹ không à? Bye bye nhá. Bye bye Bibi, bye bye Bibi. Không bye bye em kìa. Bye bye anh nhá. Hả? Anh đi gì đấy? Chơi ngày mai mới về à? Tối nay ở đây cắm qua đêm đây. Đêm vào đây ổn không nhỉ? An ninh ổn không? Ổn đấy. Dân đây em thấy lành nhá. Người đồng bào. Hôm nay thời tiết cũng trở lạnh. Yeah. Chiều mai trở lạnh em tranh thủ để cho trẻ con đi chơi. Không, không chịu lội chứ không. Không lội xíu hết cả chân rồi. Đi gần chuối thế à Vi? Gần trái cây rồi. Thì cho ném một lần nữa rồi đi xa không mẹ? Chờ. Trời bây giờ cũng hơi tối á. Mùa này chuẩn bị sang mùa đông nên trời hơi lạnh. Bây giờ tối lên nhanh. Thân lợn. Trời than à, đấy là mùa dưới này á. Trời, rất đẹp mọi người nha. Nấm à, đây là đàn này. Đây nấm á, nấm từ ra. Hả? Đi đây nè.
Mình nhìn này. Đấy, ba là muốn sụp cái đấy. Đây đây nữa, đây tới cho cái nồi đá này nó ủ cả đêm. Rồi, xong rồi. Còn súp này là sáng mai ăn sáng mọi người nhá. Nó phải nấu từ giờ cơ. Anh chủ đang còn than còn lửa. Đi nhỉ. Sáng mai đi ăn được cái này nhá. Sáng nữa mình mì. Mình mì xuất vang. Món sữa thì có bí. À xem. Ngon. Khí ở đây rất trong lành. Thế vòng chuyến đi này đi về đây. Mặc dù bắt đầu hơi nhát tí đó. Đồ ăn lắm. Ra đây mà đi. Rồi, bò hầm này, con sò mai đây nha. Rồi, chỗ này ăn đi. Mì thằng này à? Đi ăn nói chưa? Đi ăn nói chưa? Mì chờ ba lô không ăn. Ba lô. Đi ăn gì? Đi ăn no chưa? Không cho ăn luôn. Ừ.
vào đó chưa nha. Con chấm tương ớt rồi này. Không. Thử con này. Chưa chưa cao mẹ cắt cho nè. Không có thể à? Cắt từ đen cho con. Con lấy ấy thì sắm.